chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến gần đây có nhiều tin tức cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa việt nam và ấn độ đang ngày càng thân mật trước tình hình này mạng sina của trung quốc mới đây đã đăng một bài báo bày tỏ lo ngại rằng việc ấn độ thân mật với việt nam sẽ là nguy cơ tiềm tàng với trung quốc đồng thời cũng nêu ra biện pháp nhằm phá mối quan hệ ấy trong bản tin hôm nay mời quý vị và các bạn tham khảo bài viết đó của sina Nội dung bài viết của Sina như sau. Hôm 15 tháng 2, người phụ trách cơ quan quốc phòng Ấn Độ phát biểu rằng họ đang thảo luận với Việt Nam để xuất khẩu tên lửa phòng không tầm ngắn Akash. Trước đây, Ấn Độ liên tục tìm kiếm cơ hội thâm nhập vào khu vực láng giềng của Trung Quốc. Hồi đầu 2015, Ấn Độ có kế hoạch xuất khẩu tên lửa chống hạm Pramod cho Việt Nam. Nhưng khả năng là do Việt Nam không có kinh phí mua vì ngay cả khoản tiền 50 triệu đô la đào tạo phi công cũng không tìm đâu ra. Tuy nhiên lần này Nhật Bản và Ấn Độ đã thành lập một liên minh. Có Nhật Bản ở sau lưng ủng hộ tài chính, Việt Nam mua bất kỳ loại vũ khí gì cũng không thành vấn đề. Trước đây, Việt Nam đã mua từ Ấn Độ tàu tuần tra và các linh kiện của tên lửa đất đối đất Scud Ấn Độ cũng giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và phi công máy bay Su-30 MK2V. Có thể nói, hai bên hợp tác vô cùng mật thiết. Thêm nữa, Ấn Độ đã cho Việt Nam vay một khoản tín dụng 500 triệu đô để phục vụ mua vũ khí, trang bị từ Ấn Độ. Xu hướng này cho ta thấy rõ Việt Nam đang tăng cường sức mạnh, đặc biệt là tăng cường hệ thống phòng không. Từ 2015 trở đi, Việt Nam đã mua của nga các radar sóng mét vostok Air loại radar này thậm chí có thể phát hiện các máy bay ném bom tàng hình như B-2 từ cự ly 350 cây số, mục tiêu cơ máy bay F-22 từ cự ly 200 cây số, mà trong những cự ly đó loại máy bay tàng hình Việt Nam bắt được chỉ có thể là chiếc Z20 của Trung Quốc. Cho nên, mục đích mua loại radar này lại càng rõ ràng. Sau đó, năm 2016, lại từ Ukraine nhập khẩu loại radar 36D6 để làm radar kiểm soát từ xa cho tên lửa phòng không S-300 PMU-1. 36D6 có khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ, có thể phản chép điện tử, đồng thời chống được hoạt động tấn công của tên lửa chống bức xạ. Nhưng Việt Nam dường như chưa hài lòng, lại nhập khẩu từ Israel thêm tên lửa phòng không Spider Tại thời điểm này, hệ thống phòng không Việt Nam đã gồm các hệ thống của Nga và Israel. Nếu lần này lại mua tên lửa Akash của Ấn Độ, thì Việt Nam sẽ có 3 hệ thống thuộc 3 nước đồng thời phục vụ trong biên chế. Đây sẽ là một mạng lưới phòng không đa quốc gia hợp thành. Nếu Việt Nam có thể tích hợp các loại đó đồng thời, chúng ta bội phục. Nhưng cũng cần thấy rằng, đằng sau điều này là gì? Việt Nam không phải là nhắm mắt mua bừa. Tuy Akash là tên lửa SA-6 cải tiến, tầm bắn tối đa 60 số độ cao bắn tối đa 25.000m, vẫn thuộc về loại tên lửa phòng không tầm ngắn. Nhưng đây là sản phẩm Ấn Độ đã bỏ 30 năm tự lực nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa, Ấn Độ cũng đã mua dây chuyền sản xuất lại tên lửa Spider từ Israel. Nếu Việt Nam mua tên lửa Akash của Ấn Độ xong, sẽ có khả năng lớn hội nhập hợp tác với Ấn Độ. Nói cách khác, với sự giúp đỡ của Ấn Độ, Việt Nam có thể thành lập mạng lưới phòng không tầm ngắn tầm trung hỗn hợp. Vì Việt Nam cũng không có một không vực quá rộng cho nên hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn tương đối thực dụng. Bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là kẻ địch giả tưởng. Đặc biệt, sau khi lô G20 đầu tiên đi vào phục vụ, địa điểm bố trí và bán kính hoạt động hoàn toàn sẽ bao trùm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Điều này thật sự khiến Việt Nam cảm thấy có mối uy hiếp. Vì vậy, họ mới vội vàng mua vũ khí phòng không ở khắp nơi. Đến thời điểm này, Ấn Độ chủ động nâng cấp trang bị. Một mặt, mượn việc giúp Việt Nam để quảng cáo tên lửa tự sản xuất ra thị trường quốc tế. Đồng thời, còn có thể đặt được một con dao ở bụng Trung Quốc. Thử nghĩ, trên đất có tên lửa Pramod, lục quân Việt Nam lại có thêm tên lửa phòng không Akash. Nếu bố trí trên các hướng tiền tiêu của Việt Nam, phương hướng tấn công của nó rõ ràng là hướng Trung Quốc. Thậm chí, ngay cả căn cứ tàu sân bay Trung Quốc cũng có thể ở trong tầm bắn. Một cơ hội kề dao vào Trung Quốc như vậy, Ấn Độ tự nhiên là dù mất tiền cũng đồng ý lúc bình thường là tạo thế uy hiếp tiềm tàng, lúc chiến tranh có thể chia sẻ những áp lực cho họ. Vì vậy, đối với mối quan hệ Việt Nam Ấn Độ thực chất là liên hợp, chúng ta cần duy trì cảnh giác cao. khi cần thiết cần triển khai năng lực hải quân không quân liên hợp của Trung Quốc. lúc thích hợp cần đặt vấn đề đánh bại Việt Nam và Ấn Độ trên chương trình làm việc. ngoài việc liên tục phái tàu ngầm đến Ấn Độ Dương tuần tra ra, máy bay ném bom và máy bay trinh sát tầm xa bay về Ấn Độ Dương cũng là một lựa chọn tất nhiên đồng thời đối với các cựu đối thủ của việt nam và ấn độ là thái lan và pakistan ta có thể hỗ trợ nhất định đó cũng là một ý tưởng nên xem xét các bạn thân mến trên đây là góc nhìn của một nhà báo trung quốc đối với mối quan hệ gần gũi của ấn độ đối với việt nam dù đây chưa phải là tiếng nói hay quan điểm của các giới chức trung quốc nhưng qua nó ta cũng thấy được trong quan hệ quốc tế là rất phức tạp chơi với ai gần gũi với ai luôn luôn phải tính toán, cân nhắc phản ứng của nhiều bên khác để làm sao đạt lợi ích và tránh các phản ứng phụ tiêu cực. Đối với quan hệ Việt Nam Ấn Độ, có thể nói rằng Trung Quốc biết như vậy nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản, bởi vì Việt Nam chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Đứng về góc độ quân sự, phân tích của bài báo nói trên cho rằng việc mua tên lửa Akash và kết hợp với các hệ thống radar và tên lửa khác sẵn có của Việt Nam là một hành động để đối phó với G20 của Trung Quốc. Thì ta có thể nói rằng nó vừa đúng vừa chưa đúng. Trong trường hợp G20 của Trung Quốc không gây hại gì cho Việt Nam thì chẳng có vấn đề gì. Nếu G20 ở thế đối địch mang bom đạn đến Việt Nam thì dĩ nhiên lực lượng phòng không Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói từ thời đánh Mỹ rằng dù chúng có B52 hay B gì đi nữa ta cũng đánh. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một câu rằng việc mua Pramod cũng đồn đoán từ lâu nhưng chưa có tiến triển gì đến nay là tên lửa Akash, cũng mới chỉ ở bước thông tin ban đầu. Cư dân mạng Trung Quốc không nhất thiết phải thần hồn nát thần tính làm gì. Hoặc là có lẽ họ cũng thừa biết đó mới chỉ là chuyện đang thảo luận, nhưng cứ làm ẩm lên để kích động sự thù địch với Việt Nam. Đối với ý tưởng hỗ trợ các cựu đối thủ của Ấn Độ và Việt Nam, thì Trung Quốc vốn đã là đồng minh thân cận nhất của Pakistan và đối thủ của Ấn Độ. Còn Thái Lan, Việt Nam và Thái Lan hiện nay không có chung biên giới trên bộ. Thái Lan lại vốn có sẵn quan hệ mật thiết với Mỹ, nhưng gần đây Thái Lan cũng đã có mua sắm từ Trung Quốc một số thiết bị quân sự và mấy năm trước còn có tin hai nước đang định đào một con kênh để nối liền Biển Đông sang Ấn Độ Dương mà không phải đi qua eo biển Malacca. Thái Lan cũng không có xung đột lợi ích với Trung Quốc ở Biển Đông, cho nên nếu một lúc nào đó miếng mồi của Trung Quốc đưa ra đủ thơm thì chuyện Thái Lan đi với Trung Quốc gây khó khăn cho chúng ta cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại